Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về là cái cây cà gai leo nha các bạn, cũng như là chia sẻ kỹ cho các bạn về cái tác dụng của nó khi mà chúng ta trồng nó và chúng ta sử dụng ha. Thì để cho các bạn nào mà chưa biết á, thì các bạn có thể là xem kỹ hơn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh luôn nha. Thì cái cây cà là gai leo này các bạn, thì người ta trong đông y các bạn là người ta dùng để trị là cái bệnh là máu nhiễm mỡ nha các bạn ha, như là tan máu mỡ này nọ rất là nhiều, cũng như là bệnh tiểu đường các bạn. Và người ta dùng cái loại cây này các bạn, và người ta làm thuốc mà người ta bán luôn các bạn. Và một cái hộp thuốc mà cà gai leo bây giờ nó cũng là mấy trăm ngàn các bạn. Nhưng mà mình có cây ở nhà mình trồng á, mà mình uống tự nhiên hơn á, thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn ha. Thì bởi khi nào mà các bạn thấy cái cây nó y chang như vậy thì các bạn nên để lại nha các bạn. Và bây giờ mình ở đây mình đang nhân giống các bạn, mình cũng có một vài giây các bạn, có nhiều người bạn dặn mình á là để họ có để mình chia sẻ cho các bạn á. Em quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Thì cái cây này nó có bông màu tím nha các bạn ha. Tại vì cái cây này của mình đang quay nó còn nhỏ các bạn, chưa có bông nhiều các bạn. Cái bông của nó là màu tím. Và cái cách mà sử dụng mà nó như thế nào các bạn, là mình cắt nguyên cái dây của cà gai leo này các bạn, có gai nè các bạn đó. Đúng không? Bạn cắt hết luôn xong rồi bạn phơi nắng cho mình là một nắng. Sau đó là bạn uống như trà vậy các bạn, cứ một ngày là mấy gram vậy, bạn bỏ vô trà bạn uống. Thì cái việc bạn bị bệnh tiểu đường cũng như là tan máu mỡ á, thì máu nhiễm mỡ á, thì nó sẽ giảm ha. Nó sẽ giảm trong vòng một tuần lễ luôn, nó hay như vậy luôn các bạn. Đó là đây là cái bông búp của nó này các bạn. Khi mà nó có bông về là xong nó thì nó sẽ có trái nha. Cái trái của nó là màu đỏ các bạn. Để quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Thì bạn nào mà chưa biết cây cà gai leo á, thì các bạn có thể xem video này nha các bạn. Đó, quay cận cảnh luôn nè. Đó. Thì bây giờ mình thấy là cây cà này á, gai leo này nó cũng hiếm các bạn, cũng có ít bạn có lắm. Ở đây mình đang có một vài cây các bạn mình đang nhân giống á. Còn ở đây là những cây ở trước của mình, sẵn hôm nay mình quay cho các bạn xem cái cây cực này nó cực kỳ tốt nha các bạn. Trong cái việc mà bạn nào bị bệnh tiểu đường các bạn, với bệnh là máu nhiễm mỡ á, thì các bạn nên uống cái loại cây này ha. Nó tự nhiên các bạn, nếu như mà bạn uống thuốc tây á, thì nó cũng hết, nhưng mà bạn uống thuốc tây nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới xương sau này các bạn. Đây các bạn, đây nè, nhìn gai rất là gai mọi người ha. Thì sau này mình phải chắc mình phải để giống cái loại này các bạn, để cho các bạn nào mà cần sinh mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Chủ yếu là cây này là để trị bệnh các bạn, mà cách trồng như thế nào thì nó cũng rất là đơn giản. Bạn chỉ bỏ hạt vô một cái thố gì đó các bạn, và bạn bỏ phân lên rồi đất lên bằng trồng đều lại thì nó sẽ lên thôi, nó cũng dễ sống lắm các bạn. Và nên bạn trồng ở cạnh hàng rào á, thì cho nó bò luôn, cây cà này nó bò các bạn. Thì hôm nay thì mình chủ yếu là mình quay ngắn video này để chia sẻ cho các bạn về cái cây cà gai leo, cũng như là chia sẻ cho các bạn một số cái công dụng của nó. Thì bạn nào chưa like thì hãy like cho mình nha. Thì video mình quay ngắn tới đây thôi nha các bạn. Rồi thì mình xin được mến chào tất cả các bạn ha, và chúc các bạn thật là vui ha. Thì bạn nào cần sinh hoạt mình á, thì các bạn cứ comment bên dưới đi ha, thì sau này mình sẽ có thì mình sẽ cho các bạn ha. Vì hiện tại mình đang nhân giống thôi. Rồi mình mến chào.